và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện số 1437 về việc tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Công điện nêu rõ, xăng dầu là một trong những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ cơ quan địa phương, nhất là Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã nỗ lực cố gắng trong quản lý điều hành đối với mặt hàng xăng dầu, cơ bản đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột tại Ukraine, giải Gaza có thể còn kéo dài, nguy cơ xung đột tại khu vực Biển Đỏ, tiềm ẩn, đứt gãy chuỗi cung ứng, gây gián đoạn thương mại quốc tế và dòng chảy năng lượng toàn cầu, và việc OPEC cộng tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ, kho dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm, đã và đang ảnh hưởng đến giá xăng dầu và nguồn cung xăng dầu cho thị trường thế giới và trong nước. Do vậy, cần xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước có kế hoạch phương án kinh doanh bán lẻ xăng dầu khoa học hợp lý, khả thi, đảm bảo đủ nguồn hàng, đáp ứng yêu cầu của thị trường, bố trí đủ nhân lực tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục cho thị trường, nhất là trước, trong Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thủ tướng lưu ý cần bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phù hợp với diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thưa quý vị và các bạn, đêm ngày 30 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Chào năm mới 2024, chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh tại phố đi bộ Hoàng Diệu, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Dự chương trình có các đồng chí Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn. Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2024 gồm 15 tiết mục do các diễn viên nghệ nhân đến từ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đội văn nghệ, các câu lạc bộ đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố biểu diễn. Các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi mùa xuân, ca ngợi nét đẹp người lính Cụ Hồ. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ đã đem đến chương trình các tiết mục nhảy dân vũ sôi động, tạo không khí náo nức phấn khởi trước thềm năm mới. Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2024 nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi chào đón năm mới 2024, chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh, mùng 1 tháng 1 năm 2004, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Đồng thời cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong năm 2024. Trong năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ, các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung được mở rộng, du lịch phục hồi và phát triển mạnh. Chương trình, mục tiêu quốc gia được triển khai, thực hiện quyết liệt, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh được nâng lên, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Năm 2023, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục được phục hồi và phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Trong đó, lĩnh vực nông lâm nghiệp tiếp tục phát triển, các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung được mở rộng. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 8.580 tỷ đồng. Tăng 1,7% so với thực hiện năm 2022. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt trên 51.000 ha, sản lượng lương thực có hạt đạt 225.000 tấn, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trồng mới 400 ha chè, 567 ha cây ăn quả. Chăn nuôi phát triển ổn định, tiếp tục chuyển đổi sang hướng tập trung, trang trại gắn với an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 5%. Diện tích, thể tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Hiện toàn tỉnh có gần 2.000 lồng cá nuôi trên lòng hồ thủy điện. Hết năm 2023, toàn tỉnh đạt bình quân 13,6 tiêu chí một xã,
có 171 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Hiện toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Trong năm có 13 dự án thủy điện hoàn thành phát điện, nâng tổng số lên 51 nhà máy thủy điện hoàn thành với tổng công suất lắp máy trên 2.400 MW, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 6.267 tỷ đồng. Ước thực hiện năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 24,63%. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về chính sách xóa đói giảm nghèo hay là kinh tế xã hội thì hiện nay đối với đồng bào Si La riêng nói riêng và đồng bào huyện Mường Tè nói chung thì khấm khá lên. Trong năm 2023, chúng tôi cũng nhận thấy với cái khó khăn chung của toàn quốc thì tỉnh Lai Châu cũng đã phát huy được những cái lợi thế nhất định của mình. Thế và trong cái lợi thế này thì tỉnh Lai Châu tiếp tục chỉ đạo vượt qua những cái khó khăn. Thế và đời sống vật chất của tinh thần của người dân thì cũng đã được nâng lên. Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên địa bàn tỉnh. Thời tiết diễn biến bất thường, khô hạn, nắng nóng kéo dài, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, cấp ủy chính quyền các cấp đã phát huy những kết quả đạt được của năm 2022, đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2023, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục được phục hồi và phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Đặc biệt, ngành dịch vụ du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ sau khi tỉnh triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu, từ đó tạo sức hấp dẫn, cạnh tranh cao. Tổng lượt khách du lịch đến với Lai Châu là hơn 1 triệu lượt, vượt 27,4% kế hoạch, tăng 37,1% so với năm 2022. Doanh thu du lịch ước đạt trên 780 tỷ đồng, tăng 41,1% so với năm 2022, vượt 24,3% kế hoạch năm. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ cả năm ước đạt trên 8.390 tỷ đồng, tăng 10,7% so với thực hiện năm 2022. Năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh Lai Châu đạt đến mốc đón được trên 1 triệu khách du lịch đến với Lai Châu. Có được cái thành quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các cấp các ngành thì đã cụ thể hóa các cái nhiệm vụ giải pháp trong cái nghị quyết của tỉnh ủy, nghị quyết của hội đồng nhân dân về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển du lịch để triển khai vào trong thực tế. Và các cái sự kiện của tỉnh Lai Châu năm nay được tổ chức có cái sự liên kết, liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện và giữa các huyện với nhau để tạo thành cái chuỗi các cái hoạt động và tạo cái sức lan tỏa. Và tất cả các hoạt động kích cầu phát triển du lịch năm nay đều được thực hiện xoay quanh cái quan điểm chung là khai thác, phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc để phát triển du lịch. Hoạt động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm. Trong năm đã giới thiệu cho 25 nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu, khảo sát dự án trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là các dự án về các lĩnh vực nông lâm nghiệp và du lịch, đã quyết định chủ trương đầu tư 20 dự án với vốn đăng ký đầu tư gần 3.380 tỷ đồng, tăng 2 dự án so với năm 2022. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, với điểm nhấn là tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa các dân tộc ít người và Tuần Văn hóa du lịch năm 2023 và các hoạt động văn hóa thể thao hưởng ứng Tuần Văn hóa du lịch năm 2023. Quốc phòng được củng cố vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Song dự báo tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Do đó, các cấp các ngành, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2023. Đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, góp phần hoàn thành sớm và vượt mức các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, luôn đoàn kết một lòng, nắm chắc thời cơ vượt khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng Lai Châu chính trị ổn định, kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh vững mạnh, đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, hướng tới kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh. Trên các tuyến phố đều được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, nhiều công trình lớn được khánh thành, gắn biển chào mừng sự kiện trọng đại của tỉnh. Hòa chung không khí đó, mỗi người dân Lai Châu càng thêm tự hào về những thành tựu phát triển nổi bật của tỉnh, hân hoan, vui mừng trước sự đổi thay của quê hương Lai Châu đang ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Vâng, và sau đây là ghi nhận niềm vui, niềm phấn khởi của người dân Lai Châu và du khách mừng sự kiện 20 năm chia tách thành lập tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Đối với người dân chúng tôi luôn luôn có cái sự tự hào là một người sinh sống trong thành phố trẻ mà đến giờ phút này nó có cái sự thay đổi về bộ mặt, và đồng thời nữa là thay đổi kể cả về cái tinh thần văn hóa xã hội thể dục thể thao nó thay đổi rất lớn. Chúng tôi tin tưởng rằng trong cái thời gian tới đây thì với sự phát triển và đổi mới trong 20 năm qua thì chúng tôi tin tưởng rằng là sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền của các cấp thành phố Lai Châu tới đây sẽ có cái sự phát triển cao hơn, nhất là về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cũng như là phát triển các cái ngành nghề và như du lịch và các cái điểm du lịch, làm sao thu hút được cái khách các cái tỉnh bạn cũng như khách nước ngoài đến tham quan du lịch, làm cho thành phố Lai Châu luôn đổi mới và phát triển hơn nữa. Sau 20 năm chia tách và thành lập thì cá nhân tôi thấy rằng là tỉnh Lai Châu trước hết về cái giao thông là hiện nay là rất thông thoáng đẹp, rồi cái văn hóa giáo dục thì đã được đầu tư xây dựng trường lớp, y tế, đời sống nhân dân đã được nâng lên từ chỗ thu nhập rất thấp đến nay là đã đạt từ 56 triệu đồng trên năm. Ngoài ra thì trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng cũng như là đầu tư phát triển xây dựng cái cơ sở hạ tầng cho các xã vùng sâu vùng xa cũng đã được quan tâm và thay đổi rất cơ bản. Sức đổi thay của quê hương Lai Châu nó ngày càng cho ta thấy là sức đổi thay vươn mình rất là lớn lao. Có thể nơi ta đang đứng đây là đó là một cái thành phố vô cùng là đổi mới, vô cùng là văn minh, hiện đại. Thì có thể thấy ra là đó là sự trưởng thành, là sự phát triển, minh chứng cho sự phát triển của tỉnh Lai Châu. Với vai trò và trách nhiệm là một người nghệ sĩ của quê hương Lai Châu thì cá nhân tôi đã luôn không ngừng nỗ lực và không ngừng sáng tạo để viết lên những cái tác phẩm, những cái công trình nghệ thuật để mang lại cái giá trị về tinh thần cho bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Và đồng thời đây cũng là những cái sản phẩm mang tính phản ánh sự đổi mới đi lên, phản ánh về cái cảnh quan cũng như truyền thống tốt đẹp của đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Là một người con sinh ra và lớn lên tại Lai Châu thì tôi thấy rất tự hào với những thành tựu của tỉnh đã đạt được sau 20 năm chia tách và thành lập tỉnh. Thì tôi thấy rất là hân hoan trước cái sự trang hoàng lộng lẫy của thành phố để chào đón cái sự kiện 20 năm kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh. Khi bước vào thành phố Lai Châu thì thấy một sự thay đổi hoàn toàn bê tông hóa và một số cái trang hoàng thật sự là khung cảnh rất là đẹp. Và đây thì thấy dập trời là cờ hoa chào đón và cũng rất là mong muốn được rất quý khách xa gần đến với Lai Châu cảm nhận được một cái có thể là một vùng miền nào đó đẹp, nhưng đây có một cái nét đẹp riêng, một cái văn hóa riêng mà mình thấy là một nơi du lịch, một nơi văn hóa, thì cũng rất mong được mọi người sẽ đến đây và cảm nhận được Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, sự phát triển nhanh chóng của Internet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích không thể phủ nhận, từng bước khẳng định vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội. Nhận biết được điều đó thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, lực lượng cực đoan ở nước ngoài triệt để lợi dụng Internet và các trang mạng xã hội để phát tán các tin bài, video clip có nội dung sai lệch chống phá Đảng và Nhà nước. Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua thì lực lượng Công an Lai Châu đã phát huy vai trò nòng cốt tiên phong, thẳng thắn đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái luận điệu, tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác, Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh, quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Xác định tầm quan trọng của công tác Công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh Lai Châu đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức quần chúng, tăng cường nắm tình hình, thường xuyên cập nhật thông tin trên mạng xã hội với phương châm mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một tuyên truyền viên, góp phần làm tốt công tác định hướng, thông tin tích cực, lan tỏa tới nhân dân. Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy trong triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thường xuyên làm tốt công tác bám nắm diễn biến tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân để kịp thời tham mưu đề xuất xử lý hiệu quả các vấn đề vụ việc, không để tình trạng phức tạp phát sinh. Phát triển hàng trăm trang mạng xã hội chuyên dụng phục vụ công tác truyền thông, định hướng dư luận, nhất là khi xảy ra các vấn đề nóng, thời sự, các lĩnh vực được xã hội quan tâm, tích cực tổ chức các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội, lan tỏa thông tin tích cực, những hình ảnh đẹp về lực lượng công an như hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện, các chiến công và hoạt động của Công an Lai Châu vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân. Đến nay, toàn lực lượng Công an Lai Châu có trên 200 cán bộ chiến sĩ thuộc đơn vị thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trực tiếp quản trị, vận hành sử dụng 173 kênh, trang, hội nhóm trên Internet, mạng xã hội, đăng tải trên 5.000 tin bài, phục vụ thông tin chủ động tích cực và phản bác các thông tin giả, tin sai sự thật. Đoàn ninh Công an huyện Phong Thổ đã chủ động xây dựng kế hoạch để tham mưu cho Đảng ủy Công an huyện, để tham mưu với huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch tuyên truyền luật an ninh mạng, nhất là tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, nhất là đối với tội phạm lừa đảo trên môi trường mạng. Phối hợp với các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn thường xuyên làm tốt công tác rà soát nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác thông tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác viên 35 của huyện Phong Thổ, của đơn vị tích cực đăng tải bài viết, chia sẻ hình ảnh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Trong thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lai Châu đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm 40 vụ, 51 đối tượng liên quan đến thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội, với nội dung tình hình an ninh biên giới, công tác phòng chống dịch COVID-19, thông tin về các vụ việc đang xử lý. Trong đó đã khởi tố 1 vụ và 1 đối tượng, xử phạt hành chính 4 vụ với 9 đối tượng với số tiền 65 triệu đồng, cảnh cáo răn đe, yêu cầu viết cam kết và gỡ bỏ nội dung vi phạm với 35 vụ và 41 đối tượng. Sau khi xử lý các vi phạm, lực lượng công an đều tổ chức các tuyến bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục tới quần chúng nhân dân, tạo tác dụng răn đe phòng ngừa, góp phần định hướng nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội với cộng đồng. Rà soát, xử lý nghiêm những cái trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, từ đó là chúng tôi sẽ chia sẻ, lan tỏa và phủ xanh những cái thông tin chính thống đối với lại báo chí trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng làm công tác thực hiện cái nghị quyết 35, cụ thể như là ban tuyên giáo các cấp, rồi là quân sự, rồi là sở thông tin truyền thông và các tổ chức chính trị xã hội. Vấn đề thứ ba là tiếp tục tham mưu cho tỉnh giải quyết tốt những cái vấn đề nóng, nhạy cảm mà các thế lực có thể lợi dụng vấn đề đó để xuyên tạc, vu khống, cũng như là đăng tải cái thông tin sai sự thật. Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, trong đó bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Từ đó, với tinh thần chủ động sáng tạo, xung kích, nhạy bén, lực lượng công an trong toàn tỉnh đã và đang là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân chăn nuôi tập trung, đến nay toàn tỉnh có 221 trang trại chăn nuôi, trong đó có 400 trại chăn nuôi lợn đạt quy mô lớn, 35 trang trại quy mô vừa, 182 trang trại quy mô nhỏ. Từ phát triển chăn nuôi mà có 52 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 42 sản phẩm chăn nuôi, 10 sản phẩm thủy sản. Hiện ngành nông nghiệp đang tích cực tuyên truyền bà con nhân dân mở rộng chăn nuôi theo hình thức quy mô lớn,
hoặc liên kết hộ gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh. Với việc chuyển đổi hình thức chăn nuôi mà có nhiều hộ dân đã tích cực trong việc mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi, từ đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung đạt hiệu quả cao. Hiện nay, huyện Tam Đường đang tập trung phát triển 4 loại hình du lịch chính dựa trên những ưu thế và tiềm năng sẵn có của huyện như du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh. Đây là tiềm năng lớn để ngành du lịch từng bước đầu tư khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Cùng với hệ thống cơ sở lưu trú hiện có, hiện huyện Tam Đường cũng đang tập trung ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn vào khảo sát, thực hiện các dự án đầu tư khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn. Để góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phục vụ du khách trong những năm tới, huyện Tam Đường phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó có ít nhất một sản phẩm đạt OCOP 4 đến 5 sao, phấn đấu xây dựng một bản du lịch cộng đồng tiêu biểu quốc gia. Trong giai đoạn 2026-2030, tiếp tục cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái, phấn đấu xây dựng được một khu du lịch cấp vùng và từ 1 tới 2 khu du lịch địa phương đạt tiêu chuẩn, xây dựng một sản phẩm du lịch văn hóa thường niên của huyện, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Tam Đường. Trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức 30 buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho trên 13.600 lượt cán bộ công chức viên chức, học sinh, người dân trên địa bàn tỉnh, phát 800 tờ rơi tuyên truyền, 450 mũ bảo hiểm, tổ chức ký cam kết cho 400 doanh nghiệp, lái xe, chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cảnh sát Giao thông Công an các huyện đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, cơ quan tổ chức 64 buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ và đường thủy nội địa cho hơn 18.000 lượt người tham gia, phát 400 tờ rơi tuyên truyền, 690 mũ bảo hiểm, tổ chức ký cam kết cho 11 doanh nghiệp, 9 hộ kinh doanh vận tải và trên 10.000 em học sinh, người dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Những thông tin đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.